ăn chay trường quá dài thì liệu có tốt hay không? Câu chuyện sau đây sẽ trả lời cho quý vị. Ăn chay được coi là rất là có lợi cho sức khỏe, nhưng mà nếu ăn dài ngày mà không đúng cách thì có thể dẫn đến những hậu quả rất đáng tiếc. Một người phụ nữ tên là Tan ở Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị liệt vì tổn thương cột sống sau 30 năm ăn chay trường. Theo đó thì Tan kiêng ăn thịt và thực phẩm có dầu. Cao 1,6m, năm 20 tuổi, cân nặng của Tan là 55kg, có quyết định ăn chay để giảm cân còn 45kg và duy trì lối sống này trong 30 năm qua. Gần đây, người phụ nữ cảm thấy chân không đi vững, cả hai chân và bàn tay có dấu hiệu tê liệt. Bác sĩ khám phát hiện tế bào neuron trong cột sống của Tan bị tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Tình trạng này chỉ xảy ra ở các bệnh nhân tiểu đường hoặc là suy dinh dưỡng. Ngoài ra, Tan còn bị thiếu hụt vitamin B12 nghiêm trọng. Lượng vitamin B12 trong cơ thể của Tan chỉ bằng 10% so với bình thường. Theo các nhà thần kinh học thì vitamin B12 sẽ giúp bảo vệ và hỗ trợ cái sự phát triển của neuron thần kinh trong cơ thể. Những cái người ăn chay như là Tan dễ bị thiếu hụt lượng vitamin này. Nếu các neuron bị tổn thương nghiêm trọng do thiếu vitamin B12 thì bệnh nhân sẽ không thể đi bộ và phải nằm liệt giường. Những người ăn chay loại trừ cả sữa và trứng thì cũng dễ gặp cái tình trạng này. Chế độ ăn chay thì có thể giúp cho nhiều người giảm cân. Tuy nhiên là các chuyên gia thì cũng khuyên là chế độ này không nên duy trì quá lâu. Ngoài ra thì người ăn chay được khuyến khích là dùng thêm các chất bổ sung vitamin B12 chiết xuất từ nấm men hay là mắc mai nhằm hạn chế những tác nhân ảnh hưởng đến tế bào neuron trong cơ thể.